Mến chào các bạn, mình là ngôi nhà mơ ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mọi người đã biết đến rất nhiều những cái mẫu nhà khang trang như là nhà mái Thái, nhà mái Bằng, nhà mái Mỹ, nhà hai mái. Có thể nói là rất là nhiều những dạng phong phú để mọi người có thể lựa chọn và tham khảo. Trong số những cái mẫu nhà mình kể trên, có một cái mẫu nhà mà rất là đẹp, rất là gọn gàng về những cái nếp gấp của nó, đó chính là nhà mái Nhật. Nhà mái Nhật cũng được rất nhiều bà con mình quan tâm lựa chọn xây dựng vì cái vẻ đẹp ở cái mẫu nhà này mang lại. Thời gian qua mình nhận được rất là nhiều những lời comment và tư vấn của mọi người về cái mẫu nhà mái Nhật, và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người cái phong cách kiến trúc ở cái mẫu nhà mái Nhật. Đó cũng chính là lý do mà mình thực hiện cái video này gửi đến mọi người tham khảo. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu nhà theo phong cách là nhà mái Nhật, với cái chiều rộng mặt tiền là 7,5m và cái chiều sâu là 20m, gửi đến mọi người tham khảo. Mẫu nhà này mình tư vấn và thiết kế cho gia chủ ở cái Bè, Tiền Giang. Mẫu nhà mái Nhật phù hợp với một cái phong cách gọn gàng, đơn giản, tối giản trong từng cái chi tiết trang trí ở cái phần mái. Kèm theo đó, cái mái Nhật này nó đẹp ở cái phần gấp mái của các bạn. Những đường nét gấp mái rất là gọn gàng và tạo nên một cái điểm nhấn rất là sinh động ở cái phần mái. Nhà mái Nhật hay còn có một cái tên gọi khác, đó chính là nhà mái chớp các bạn. Vì cái hình học và cái mái này nó mang lại đó chính là cái hình chớp hoặc là hình nón các bạn. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà theo một cái phong cách rất hiện đại, trẻ trung. Kèm theo đó là về mặt hình học rất đẹp, và cái phần cái nếp mái nó rất là gọn gàng. Đây cũng chính là một cái điểm nhấn thu hút ánh nhìn của rất là nhiều người, và là một cái điểm rất là đặc biệt. Chính vì vậy mà được rất nhiều bà con mình quan tâm lựa chọn xây dựng trong thời gian vừa qua. Ở từng cái mẫu nhà một cũng giống như là từng cái phong cách mái nhà mang lại thì nó có một cái vẻ đẹp riêng, phải không các bạn? Nhà mái Nhật thì cũng có một cái vẻ đẹp đặc trưng mà nó mang lại. Với mái nhỏ nhà mái Nhật này thì nó sẽ đẹp nhất là xây dựng trên một cái diện tích là hình vuông hoặc là hình chữ nhật thì nó sẽ là đẹp nhất. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà mái Nhật mà mình chia sẻ trong cái video này nhé. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 5 bậc tam cấp, tổng chiều cao nền là 750. Về cái phần cái thân nhà là cao 3,9m, về cái phần cái mái nhà là cao 3m, được thiết kế cái phần sảnh đệm ở phía trước là 2,5m, một phòng khách kiêm phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, khu vực bếp và một phòng ăn. Có thể nói là công năng và cái không gian ở bên trong của nó rất là đầy đủ và phù hợp sử dụng cho một gia đình 3 thế hệ. Mặt tiền ở cái mẫu nhà mái Nhật này thì nó rất là đơn giản và rất là gọn gàng các bạn. Cái phần sảnh thì sẽ được thiết kế là cột vuông 350 kẻ chỉ âm, tạo cái điểm nhấn ở cái phần mái này đó chính là những cái vòm bo nhẹ, tạo nên một cái điểm nhấn ở cái mặt tiền này nó rất là sinh động. Cái phần sảnh này sẽ được thiết kế là một cái cấp mái với một cái hình chớp, từ cái phần sảnh này trở ra phía sau là một cái cấp mái lớn với một cái hình chớp tổng. Có thể nói là hai cái hình chớp này nó liên kết lại với nhau, tạo nên một cái hình khối cho cái mặt bằng mái này nó rất là đẹp và rất là sinh động. Với những cái mẫu nhà mái chớp này thì mình sẽ thực hiện lợp gói thì nó sẽ là đúng chất và giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên cứng cáp hơn, mát mẻ hơn, sang trọng hơn và tăng cái giá trị sử dụng. Theo như gia chủ này mong muốn thì sử dụng cái tông màu sao cho càng sáng thì càng tốt, mà mình sẽ lấy cái màu trắng làm nền. Còn cái màu nhấn ở lúc này đó chính là màu và xanh nước biển nha các bạn, hay còn gọi đó chính là màu tím qua đầu biếc. Đây cũng chính là một cái màu sắc mà được rất nhiều mọi người quan tâm trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy mà mình quyết định lựa chọn cái màu sắc này để phối lại cho cái mẫu nhà mái Nhật này. Kèm theo đó, để giúp cho cái tông màu nó được trang nhã hơn thì phần mái ở cái phần lợp ngói thì mình sẽ chọn cái ngói màu xanh nó cùng với tông màu với cái màu tím qua đầu biếc này luôn. Có thể nói là hai cái màu sắc màu trắng và cái màu tím qua đầu biếc này phối hợp lại với nhau thì đã tạo nên một cái điểm nhấn rất là đặc biệt các bạn, giúp cho cái ngôi nhà của mình nó càng trở nên sáng hơn.
kèm theo đó là nó rất là nổi bật ở cái phần mái, kèm theo đó là cái màu nhấn của cái phần sơn. Về phần cửa thì sẽ được chọn là cửa nhôm Silva màu trắng. Về phần gạch nền thì sẽ được chọn là gạch 80x80, vân giả đá mê bồ, cái nền màu trắng và cái vân mây đá màu ghi. Về phần trần thì sẽ được đóng trần thật cao dự cấp hết toàn bộ khu vực công năng cho cái ngôi nhà này. Và phần trần thì mình sẽ chọn cho gia chủ là trần theo phong cách đại dương. Mẫu nhà này được ấn định xây dựng ở vùng quê nông thôn trên một cái mảnh đất trống kết hợp với vườn cây ao cá, không khí thì trong lành mát mẻ. Chính vì vậy mà việc lưu thông gió và ánh sáng ở cái mẫu nhà này nó rất là tốt. Đến từ cái phần vãn sân trước, cái khu vực phần sảnh, vãn hở phía bên trái, phía bên phải và cái phần cái vãn sân sau. Mình đứng tại cái vị trí nào thì cũng sẽ phát huy hết cái vẻ đẹp của cái mẫu nhà mái Nhật này. Đây cũng chính là một cái điểm rất là thu hút ánh nhìn của nhiều người khi có dịp nhìn ngắm và quan sát cái mẫu nhà mái Nhật này. Sau khi hoàn thành xong cái sản phẩm thiết kế thì mình cũng cảm thấy rất là thích các bạn. Nó rất là gọn gàng, tinh tế và đơn giản trong từng cái chi tiết, cái trang trí. Nhưng mà cái điểm nhấn và cái điểm đặc biệt ở cái mẫu nhà này đã mang lại là có thể nói là rất là thú vị. Khi có dịp nhìn ngắm cái mặt tiền của mẫu nhà này thì các bạn sẽ hô lên gần nó rất là đơn giản. Nhưng mà nó vẫn có một số điểm nhấn nhất định thu hút ánh nhìn của nhiều người. Sau đây mình chia sẻ một phần bà con mình cũng rất là quan tâm là về cái giá hoàn thiện của mẫu nhà mái Nhật này là bao nhiêu thì được chia làm hai phần. Hiện nay phần nhân công ở cái mẫu nhà mái Nhật này thì nó cũng tương ứng với phần nhà mái Thái nha các bạn. Nhân công mẫu nhà mái Nhật này thì hiện nay nó sẽ dao động từ 1.3 triệu trở lên một mét vuông. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công với cái mẫu nhà mái Nhật mà lợp ngói này thì nó sẽ dao động khoảng từ 5 triệu trở lên một mét vuông hoàn thiện. Nếu trong trường hợp mà cái kinh phí của mình hạn hẹp hơn nữa thì mình sẽ chuyển xuống cái phương án là cái phần mái này sẽ được thực hiện là lợp tôn giả ngói màu xanh thì nó cũng sẽ rất là hợp lý. Như vậy tổng cái diện tích xây dựng của cái mẫu nhà này là 133 m² và mình tạm tính cái chi phí hoàn thiện cho gia chủ là 5 triệu 1 mét vuông. Như vậy hoàn thành cái mẫu nhà mái Nhật này thì là nó là 668 triệu nha các bạn. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà mà mình cũng cảm thấy rất là thích khi hoàn thành xong cái sản phẩm này, vì cái vẻ đơn giản và tinh tế mà cái mẫu nhà này nó mang lại, kèm theo đó là cái vẻ đẹp nó đến từ cái phần mái và những cái nếp gấp mái tạo nên một cái hình khối, hình chớp rất là thú vị. Còn các bạn sẽ lựa chọn cái phương án nhà mình kết hợp với nhà là nhà mái như thế nào, nhà mái Thái, nhà mái Bằng, nhà mái Mỹ thì các bạn sẽ cảm nhận như thế nào về cái mẫu nhà mái Nhật thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ cùng trao đổi và phân tích thêm cùng với mọi người. Mình xin chân thành cảm ơn. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà mái Nhật ở nông thôn và video của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Và bây giờ xin mời mọi người cùng nhìn ngắm lại một lần nữa mẫu nhà mái Nhật ở nông thôn mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.